Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão Coi-nu vẫn đang hoạt động mạnh ở trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Dự báo trong ngày mai bão sẽ đi vào Biển Đông, nhưng cường độ lúc này đã giảm xuống cấp 10, cấp 11, giật cấp 13 và sau đó suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão nên trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Trên đất liền, ở miền Bắc từ chiều tối và đêm mai đến sáng ngày 7 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 70mm. Quý vị cần đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Còn trong ngày trời nắng mạnh, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Nền nhiệt cũng tăng lên ở các tỉnh của miền Trung với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 31 cho đến 34 độ và có nơi trên 35 độ. Dự báo cuối tuần này, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, vì vậy quý vị cần lưu ý. Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày mai thời tiết chưa có nhiều biến động, trong ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ trong khoảng 28 cho đến 34 độ. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực thành phố Vinh không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 33 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Cuối bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.